Bây giờ mình đang ở sân bay. Em chồng của mình đang đẩy đồ ở trước cửa, ở trước kìa mọi người. Này khá là đông người ha. Em quay chồng cho mọi người coi ha. Còn tiếp viên. Tiếp viên của Việt Nam Airlines á mọi người. Giờ mình đi gửi hành lý đây. Hôm trước cũng của Việt Nam Airlines nữa. Nè. Bữa nay nhiều người về Việt Nam ghê luôn á. Đứng xếp hàng cho tới sáng mai luôn á. Trời ơi, đứng đợi gần cả tiếng luôn á mọi người mới được có vô. Đây nè, chồng của em chồng mình đó, nói chúc đi may mắn, đứng đợi gần cả tiếng luôn mới được gửi đồ. Bữa nay quá trời đông luôn mà được rồi, mình vô cái này liền đâu có ai đâu. Bữa nay người ta bị dính đồ cũng nhiều đó, đồ tắm cho em đi á, thật kêu tên quá trời luôn. Giờ mình sẽ lên tầng 2 ha. Bữa nay ngày này là phong thủy tốt cái gì này cho nên là đi nhiều. Mà, trà sang. Trà sang mọi người. Trà sang. 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 Trà 잘해준다고. 아, 했어요. 엠 chồng mình nói á, chồng của bà giả bộ đó, thủy tố với bà đó. Thấy trước mặt bằng dân thiên hạ rồi giả bộ tử tế. Kiểu nói đùa vậy đó mọi người. Sau khi ăn cơm xong á, vô check-in xong xuôi, kiểm tra hành lý rồi, không có bị dướng díu gì. Bây giờ mình vô trong cái chỗ này, mình đang ngồi đợi lên máy bay nè mọi người. Em chồng mình thì đi lấy giày cho mình rồi, tại vì ở đây á, nó có trong cái sân bay này nó có cái cửa hàng miễn thuế á, thì những người nào mà đi máy bay á, thì mới được mua đồ trong đây thôi, và đồ nó không có thuế cho nên nó rất là rẻ và hàng hiệu đồ cũng tốt lắm. Bữa nay mình có mua đôi giày, tại vì bà con nói là bỏ đôi giày cũ đi á, cho nên là mình đã mua đôi giày mới. Ở trong đây em chồng mình đang đi lấy rồi, mình đặt trên mạng mua xong, tới ngày mình đi máy bay á thì là mình ghé đây mình lấy. Đó, quay vòng cho mọi người coi nha. Đông luôn. Bữa nay cái ngày gì mà người ta đi đông ghê thiệt chứ. Ủa? Đó, em chồng mình mua cho mình đôi dép hiệu dép này mang cho thoải mái khi mình đi máy bay mình đi đâu đó. Em chồng mình nói có đứa em chồng này mà lo cho chị chồng như nó không? Cảm ơn. Còn đây nè, con bé mua giày của mình, giày của má chồng, giày của mẹ, vô tùm lum cái lựa đồ chơi của hèo hôn. Mấy đứa nhỏ này một đống gì rồi sách. Cái này là phải sách đi Việt Nam luôn chứ không có gửi được. Một nó đâu có tưởng nhiều dữ vậy. Giờ cầm một đống này thêm nữa. Việt Nam nữa. Nè, mọi người nhìn em chồng mình nè. Hành lý ký gửi là riêng rồi đó nghe. Còn hành lý này xách tay lên máy bay nè. Em chồng mình nói tưởng có chút xíu à. Vậy nó bự, đây còn cặp của nè. Đây còn cặp nhỏ nhỏ của mình đó nè. Cặp của Hà Vương nè. Bây giờ đã làm xong thủ tục đợt 2.
giờ mình lên máy bay đi nè. Một con đường mà đi mấy lần, nhiều người đi vẫn là cảnh cũ quen thuộc đó. Qua cho mọi người coi nha, xe người ta đang chở người lên máy bay đó, chắc hành lý được kiểm tra. Kìa nó bay, kìa nó bay, kìa nó bay kìa. Wow. Rồi lên đứng quay không anh chồng mình đi bỏ mất tiêu luôn. Việt Nam Airlines chắc cánh gì? Chắp cánh bay xa đi. Sân bay Kim Hen nha mọi người, sân bay Kim Hen nha. Có khá là nhiều người Hàn và người Việt bữa nay cái ngày gì người ta đi dữ thiệt chứ. Bây giờ hai chị em mình đã yên vị cho máy bay rồi. Hành lý thì cũng để hết xong hết rồi. Những khách khác thì đang lục tục kéo lên. Nãy mình thấy nhiều người Việt Nam đi lắm mà bây giờ trống trơn rồi chưa có thấy ai lên nè. Hay là tại mình lên trước không biết. Sao chồng mình thở hơi lên không vậy ta? Mệt hả? Sao đóng hành lý mệt quá. Ngọt trắng có ra đi anh. Anh nhân viên này anh nói hồi nãy anh nói với mình có nước mía, giờ anh nói không có nước mía nè. Cảm ơn anh nha. Không, tại vì nãy hỏi là tiếng Hàn có nước mía sao mà nãy nó hoài không chưa ra. Nó không ra là không cho uống đúng không? Còn thứ gì không mời. Múc ban trên máy bay nè mọi người. Sạch sẽ luôn nè, cơm sạch sẽ còn khen ngon nữa chứ. Mà lúc nãy trước khi lên máy bay là ăn cơm rồi đó nghe. Chưa đầy 2 tiếng nữa là ăn 2 lần cơm, ghê thiệt. Chỉ vì chiên gồm gồm nhưng mà chỉ giữ thiệt. Hai Jun đang xây giấc nồng này. Dắt thức dậy là về tới Việt Nam nha. Tại vì sáng thức sớm á, giờ nó ngủ say đắm luôn. Giờ mình cũng ngủ đây. Chừng nào gần đáp mình thức dậy mình quay cho mọi người coi nữa. Ai muốn dùng thử miếng ấm Atomy thì liên hệ với Tiên nha. Atomy. Liên hệ để dùng thử cho mọi người. Nhắn tin qua Facebook. Đang bay gặp sự cố mọi người, cần gấp bác sĩ. Trong chuyến bay này có ai là bác sĩ á thì người ta chờ mình giúp, như là có ai bị thương hay là gì á. Giờ nhốn nháo chứ.
nên là có rất là nhiều mây, nó gió nó thổi mạnh á. Quay được không? Tại vì nó chạy nhanh á, được cô. Cho nên là gió nó thổi, nó quạt mà mây. Khỏi đám mây là mình thấy thành phố rồi đó. Và có cái nước gì từ cái máy bay nó chảy ra mọi người. Mọi người nó đảo chóng mặt thì chưa, đảo tới đảo lui, đảo tới đảo lui. Tròn mà đảo mà. Bữa nay ngồi ngay cánh này bởi vì quay nó bị chán tầm nhìn quá. Thế nào tôi đi về tôi cũng ngay cánh gì hả cô? Mà nãy nó chảy nước thả ra hết, nó xè nó thông mấy cái đó dài vậy. Đó, nó dừng lại đó. Nó thắng, ôi trời trời trời. Đầu ghé ra. Nó làm cái tực tực kìa trời ơi. Nguyên một thành phố phía dưới luôn kìa cô. Dạ, nó thành phố lớn đó. Ồ, nhà xe kìa. Quá trời luôn. Là mới vô trung tâm thủ đô rồi đó. Yeah. À, sau khi hai chị em mình làm xong thủ tục đó, hải quan xong xuôi thì bây giờ đang đứng đợi lấy hành lý nè mọi người ơi. Cái lúc nãy cái anh mà ảnh hải quan đó, anh sót giấy tờ, anh sót hộ chiếu rồi đó. Anh hỏi sao mình về đây chơi mấy ngày, về với ai, lấy chồng hả, sao không thích trai Việt Nam hả, đi đâu chơi, dẫn ổng đi theo với, đồng hồ tùm lum ta lỡ. Ở đây cũng có nhiều người là lấy hành lý lắm nè. Bữa nay như là chỉ có hai chị em mình thôi. Còn ý nó mưa quá, nó không ra gì á. Hành lý đang chạy nè. Mình kiếm cái cặp đó. Lần này mình gửi tới 3 cái nè. Câu chị ai kìa. Gặp gặp ông Tích Viên nãy nữa. Kim bồ đẹp lắm. Dạ. Kim bồ cái mày giữ nó đẹp quá. À dạ, kim bồ. Cây 150 đô anh. Đó, bây giờ ra xong hai chị em mình gọi Grab. Anh Grab tới mà chiếc xe nó nhỏ quá à. Hành lý thì có 5 cái vali lận. Không biết là có chở hết được không, ông đang nghiên cứu nè. Rồi, cuối cùng cũng đã về tới Việt Nam an toàn, hạ cánh an toàn, hành lý còn nguyên. Cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn mọi người ở những video thú vị tiếp theo nha. Nhớ đăng ký like, comment cho mẹ Kiểm Sửa Dầu Ăn TV. Tạm biệt mọi người.